nha bạn ơi. Bây giờ đi tới một cái vườn cây này cũng rất là bự luôn ở Brossard đó. Nè, nó tên là xong và được đặt đây Brossard. Chỗ này rất là lớn luôn các bạn. Mà bán giá rẻ nữa. Nhưng mà nó hơi xa nhà Vi, nhưng mà mọi năm Vi đều thích đi tới đây hết, tại vì nó có nhiều cây lắm. Cái vườn này đẹp lắm các bạn ơi. Quá trời không. Ở đây có cây sung nè. Nó có trái, nó có trái nè. Mấy cây này là chanh dây á. Rồi. Mấy cây chanh nè các bạn. Trời ơi, quá trời cây luôn, cái vườn này đẹp dễ sợ. Đồng gần 600. Cây này cây ổi nè, 90 đồng một cây. Cây ổi ruột hồng nè các bạn. Cái vườn này củ tây nha, mà cũng bán cây ổi nữa nè. Đó. Thì có một cây nhỏ hơn cây này chút xíu. Ừ, cây của Vi cũng có giá này nha. Nhưng mà không biết bao giờ mới có trái không. Ý. Cây này cây xoài nè. Xoài. Xoài thì nó bán 80 đồng. Ở đây có cây đu đủ. Đu đủ là 65 đồng cây các bạn. Ô, cây nhãn nè. Chín chục đồng. Oh wow. Xinh nhãn các bạn ơi. Nhưng mà ở đây Canada chỉ có được bưng cái chậu này ra đường, xong rồi tháng 10 là phải bưng vào nhà lại. Rất là khó trồng. Đi thử trồng mấy cái cây vậy á, có năm đi trồng seri rồi cũng chết. Seri là seri Việt Nam mình á. Quá
kia có bán cái loại trong nước á, nó nằm ở dưới nước vậy nè các bạn, ôi nặng lắm, đi kéo lên không nổi luôn á. Cái cây Vi thích này lắm. Có một năm á, Vi mua 6 cây Vi trồng ở trong vườn á. Nhưng mà các bạn biết không, cái bông hồng này nó ghép trên cái cột, cho nên nó không đủ mạnh để nó chống qua cái mùa đông lạnh, cái dần dần nó chết hết. Nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Mà Vi chết hết luôn á, không còn cây nào luôn á. Bây giờ nhìn lại thích mua lại, nhưng mà sợ chết nữa á. Một chậu như vậy để coi 65 đồng. Đẹp quá ha các bạn ha. Nè, trên một cây mà nó có nhiều màu giống vậy nè. Đó. Lúc nó nở rồi nó vừa, rồi lúc nó tàn nó tùm lum màu hết á. Đẹp quá trời luôn. Đó, cái năm đó là Vi có mấy cây mấy màu này nè. Rồi có màu vàng, màu đỏ nữa, nhưng mà Vi thích nhất là cái cây nhiều màu này.